Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay có một bác khách, bác ấy đã mua cái máy phá sóng này. Các bạn có thể tìm thấy cái máy phá sóng này rất nhiều trên thị trường hiện nay. Giá nó thì đâu đó khoảng tầm, mình không biết chắc chắn, nhưng khoảng cỡ 4 đến 6 triệu tùy cái nơi bán. Nó quảng cáo là anten 6 râu siêu phá sóng, phá đến 20 mét. Thì bác ấy mua cái máy này về, xong rồi sau đó bác ấy lại tìm đến mình. Bác ấy hỏi sao là cái máy này nó không có hiệu quả gì cả. Thì bác ấy nhờ mình chế cái mạch 4W này, cái mạch mà rất là nhiều người đang tìm này. Thì mình xin phép bác ấy mượn cái máy này để mình quay phim lại, để mình so sánh cái máy này và cái mạch 4W của mình, cái khả năng phá sóng như thế nào. Các bạn thấy là đây nó sẽ có 6 băng tần, trong đó số 2 là phá Bluetooth, số 6 là phá Wi-Fi, rồi số 1, số 3, số 5 là phá sóng gì đó, các thứ loại các sóng gì đó. Thì bây giờ mình sẽ so sánh thử là cái máy của mình và cái máy này nó hiệu quả như thế nào. Để test thử thì mình sẽ xếp hàng ngang đây. Cái máy của mình bây giờ nó đang hoạt động đây. Lý do nó đang hoạt động là đằng kia, đằng này. Mình đang mở nhạc. Đó, nhưng mà nãy giờ cái máy của mình đang hoạt động nên nó tắt tiếng rồi. Nó không có mở nhạc được, nó tắt tiếng rồi. Các bạn không nghe tiếng nhạc đúng không? Lúc đầu thì mình để dự định là đem ra một chỗ nào cho nó rộng rộng, xa xa mình kiểm tra, nhưng mà hóa ra là cái máy này nó không cần phải tìm chỗ xa làm gì. Đây lại đằng kia chắc khoảng vài mét thôi, khoảng 1 mét, 2 mét, 3 mét, chắc khoảng 4 mét thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ rút điện của cái máy của mình. Các bạn chú ý cái đèn sen ở đây, và cái đèn sen ở đây, tức là cái mạch nó đang hoạt động. Bây giờ mình sẽ rút điện của nó. Các bạn vừa nãy thấy mình rút điện một cái là nó có nhạc liền không ạ? Rút điện là nó có nhạc ngay, tại vì cái nó phá mà nó không cho cái loa kia hát được, cái loa Bluetooth đấy. Bây giờ mình sẽ rút điện lại nó. Các bạn thấy là rút điện cái là cái loa Bluetooth đằng kia nó phát nhạc ngay. Bây giờ mình sẽ thử mở cái bộ này nha. Mình sẽ để on cái 2 và cái 6 là băng tần 2.4. Mở nha. Đây các bạn, đèn sen đang sáng này. Đó, đèn sen tắt này. Bật này, đèn sen đang sáng này. Đó. Nó vẫn không có nhạc, nhưng bây giờ mình rút cái mạch của mình ra nha. Có nhạc. Nó hơi chập chờn một xíu các bạn ạ. Các bạn thấy không? Nó phá không có chứ nó vẫn có nhạc bình thường. Bây giờ mình sẽ lại đằng kia, mình để cho hai cái thiết bị nó xa vài xíu nhé. Các bạn thấy không? Tắt tiếng ngay và luôn.
chỉ cần mình găm cái mạch của mình lên là tắt tiếng liền. Đấy, bây giờ mình rút cái mạch bốn quát của mình lại nhé. Đó. Đó, găm vào cái là im ngay. Im ngay và luôn. Còn bây giờ mình mở cái mạch này nhé. Mình rút cái mạch, mình rút cái mạch của mình ra này. Mình mở cái mạch bên này nhé. Chẳng có gì ảnh hưởng cả. Không có gì xảy ra với cái loa này kia cả. Thấy không? Đây. Giờ mình sẽ cầm đi lại gần để xem nhé. Tiếng rồi các bạn, hay chưa? Khoảng nửa mét đấy các bạn. Hai. Vẫn còn tiếng luôn, ghê không? Mình mở cái màn hình lên nếu có thể nhé. Đấy, nó vẫn đang phát nhạc nhé. Các bạn đang phát nhạc nhé. Mình để cái này rất là gần để nó tắt tiếng nhé. Tắt này, hay chưa? Cái này nó phá sóng siêu mạnh luôn. Nó kết khoảng 10 cm các bạn ạ. Nó vẫn chập chờn, nó khoảng nửa mét là nó chập chờn thôi nhưng vẫn có tiếng. Các bạn em phá âm âm luôn, vâng, nó phá đến mức mà nhạc còn để âm âm luôn. Các bạn em bây giờ quay lại cái bộ mình ra cái này nha. Đó, im ngay. Chỉ cần bên này bật đèn xanh là bên kia im ngay và luôn. Nó sẽ vẫn có thể chập chờn chứ các bạn. Im ngay. Nó sẽ hơi chập chờn một xíu, nhưng mà nói chung là hoạt động tốt. Đấy, các bạn thấy không? Phá vậy mới là phá đấy. Đấy. Không biết là cái này để làm gì. Các bạn nghe tiếng vợ mình than phiền ở trên lầu ấy. Vợ mình đang làm việc ở nhà, dạo này anh Covid mà làm việc ở nhà. Ở dưới này mình bật cái bộ 4 quát kia ở trên lầu, mất sóng wifi mất tiêu. các bạn thấy không? Đây bằng cầu wifi này. Mình thử xem mà. Nó đang dùng mạng tần 5G. Và cái này cũng có phá sóng wifi thật. Bây giờ mình thử cái wifi luôn nhé. Bluetooth canceled. Tắt cái nhạc để cho đỡ ổn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thử wifi. Cái cục wifi ở đằng kia. Cái cục wifi đằng đây, này ngay trong cái thùng sân xanh này. Đúng là nó có phá wifi thật các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái máy phá wifi ra đằng chia xa kia nhé. Đây, mình để cái các
các bạn thấy là cái đèn xanh còn hoạt động đúng không ạ? Và cái máy phá sóng vẫn đang bật ở chế độ phá wifi các đúng không ạ? À, các bạn thấy bây giờ mình sẽ dừng lại. Đấy, và các bạn thấy này, wifi vẫn đầy đủ. Cái kết nối mạnh mẽ luôn, đã kết nối speed test luôn nha. Speed test. Finding server. APT. Đấy, wifi vẫn lên, hơi chậm một xíu. Là cái này có tác dụng với wifi rồi làm chậm đi à, khá là chậm, tức là vào được wifi nhưng mà sẽ rất là khá là chậm. Bây giờ mình sẽ thử bật cái bộ của mình lên nhé. Các bạn thấy là mình đã bật cái bộ wifi của mình lên rồi. Và ngay lập tức mình đang zoom lên quá. Các bạn thấy mình vẫn có thể thấy nhưng mà ít hơn. Không thấy cái cục wifi cái access point trên lầu của mình. Bây giờ mình sẽ thử kết nối 2.5G để xem nhé. Đang kết nối. Ồ, rớt luôn các bạn. Nó bảo kết nối nhưng mà xong rồi rớt luôn. Mất tiêu rồi, không thấy nữa. Các bạn thấy không? Em vào được không? Đây các bạn thấy. Ồ, à cái này thì kết nối được này. Kết nối được. Bây giờ vào thử speak test nha. Mạnh mẽ luôn. Nhưng mà cái này là cái cục wifi ngay ở đây. Nhưng mà mình không thấy cái Hotspot 3000 đâu ạ. Cho nó giống với cái lúc nãy mình test. Do cái này là băng tần 5G. Nhờ băng tần 5GHz nên nó không bị ảnh hưởng. Nhưng mà mình bật cái cục phá sóng của mình lên là không thấy không thấy cái wifi nào thuộc băng tần 2.4GHz á. Đấy các bạn thấy không, cái bộ 4W còn mình mở lên cái là mất tiêu luôn, không thấy cái wifi 2.4 nào cả, chỉ còn 5G không, 5GHz, 5GHz. Cái này cũng là 5GHz. Ở nhà mình 3 lầu đặt 3 cục wifi các bạn, cho mỗi lầu cho nó mệt. Các bạn thấy đây là mình chỉ thấy 5GHz thôi, không thấy 2.4 đâu cả. Trong khi nếu mà mở cái bộ phá sóng cái mà 4 triệu mấy 5 triệu của người ta ấy, mở lên thì các bạn thấy là vẫn vào được. Bây giờ mình thử mở lại nhé. Đây, như các bạn thấy là mình đã rút điện cái bộ của mình và bật lại cái bộ của bác kia đem tới bảo với mình là nó không hoạt động. Thực tế nó có hoạt động đó nhưng mà nó không hiệu quả lắm. Ồ, các bạn thấy cái Hotspot 3000T này không? Là cái này mình cái cục phát nằm trên sân thượng cơ. Các bạn tức là kia nó cách hai cái trần độ mà vẫn nhìn thấy này, đã kết nối luôn. Ghê không? Như vậy là không biết cái cục phát nó quá mạnh hay là cái cục gây nhiễu này nó quá yếu.
À, kết nối nhưng mà không có vào internet được. Thấy được các bạn, thấy được nhưng mà kết nối mà không có vào internet được, tức là nó sẽ có nhiều một phần. Đó, các bạn thấy không? Nó thấy luôn cả cái wifi ở trên 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 thượng luôn đấy. À, nó có phá nhưng nó không, lúc có lúc không các bạn. Lúc nãy thấy tay mà lại thấy cái câu 3 3000 này là cái 2.4 này. Đây là tần số 2.4 các bạn thấy không? 2.4. Tần số 2.4 kia. Thấy không ta? À đây. Đấy. Và vẫn có sóng rồi, đã kết nối đâu hoàng nhá. Lúc nãy là mình dùng cái bộ 4W mà mình là không mù tịt luôn, không thấy gì luôn. Không thấy cái Hotspot 3000 luôn. Nhưng mà cái này không chỉ thấy kết nối mà còn có thể vào được cơ. Tất nhiên là nó hơi chậm. Bây giờ là nó không vào được. Nên lúc nãy là mình vào được mà tốc độ nó hơi chậm. Nhưng mà nói chung mình sẽ thấy được là cái sức mạnh của hai cái bộ là như thế nào rồi đấy. Vậy thôi, mình xin phép kết thúc video tại đây nhé. Chào các bạn, và các bạn nếu có ý định dành mua dành tiền mua cho cái bộ này, đây bây giờ so sánh hai cái bộ, hai cái giá tiền khác nhau này. Cái bộ bên này, đấy, bộ bên này là giá 4,5 triệu đến 6,5 triệu tùy cái cửa hàng. Nó phá Bluetooth được khoảng nửa mét, khoảng nửa mét các bạn. Còn cái bộ này, cái bộ bên trái này của mình, đấy, nó 4W và giá của nó hiện tại mình đang bán là 1,750,000. Đấy, và nó phá xa hơn nhiều. Xa hơn nhiều như thế nào thì các bạn có thể xem những video khác. Video này mình chỉ tập trung so sánh hai bộ này thôi. Và mình đặt cùng khoảng cách, cùng y như nhau mọi thứ, và chỉ bật bộ này bật bộ kia là các bạn đã thấy nó khác nhau hoàn toàn như thế nào rồi đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đến đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.